Channel. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đầu bếp tí hon. Thì trong bộ dụng cụ này chúng ta sẽ gồm hoa quả nè, bếp, đĩa, một con cá nè, với lại những dụng cụ để nấu ăn. Thì đây là bắp ngô, cà tím, ớt chuông và nho. Không đi là chảo. Trước đây là không da, đây là tìa, ní nè. Đây là một con cá, hai cái đĩa. Không, đây là cái bếp nấu ăn. Đây là cái chảo và đây là cái nồi. Đây là bếp ga nha. Chúng mình sẽ bóc đi. Ừ, bóc ra. Đây là quả ớt chuông. Thì quả ớt chuông là có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ các bạn. Đây là quả nho. Quả nho thì sẽ có màu tím. Lá thì sẽ là màu xanh, xanh lá cây. Đây là quả cà tím. Ở đây con này, phần này cũng là màu tím luôn, giống như quả nho. Phần này là màu xanh lá cây. Đây là quả bắp ngô. Ở bắp ngô có màu vàng, ăn rất là ngon đấy các bạn. Đây là con cá. Biết bơi, biết bơi, biết bơi. Đây là hai cái đĩa nè. Một cái đĩa trên trái cây. Một cái đĩa còn hình có cổ. Còn đây là cái thìa để chúng ta vừa xúc ăn ngon đó. Còn đây là cái đồ gắp mì rất là. Còn đây là con dao. Đây là cho mình xúc trứng đi các bạn. Xúc đánh trứng nè. Rồi muốn trứng cho biết cách. Ôi trời ơi. Đó các bạn. Còn đây là cái nồi. Cái nồi cooking này các bạn. Rất là đẹp đúng không? Đây là cái chảo. Đó, cái chảo có màu hồng nè. Đây là bếp ga. Đi. Ồ. Giờ chúng ta sẽ nấu ăn bằng những hộp lấy đồ kim tuyến. Giờ mình sẽ chơi play đồ nha. Mày lấy đây. Play-Doh màu trắng. Đây là Play-Doh Plus kim tuyến. Hai màu. Đây là Play-Doh kim tuyến màu xanh dương. Đây là Play-Doh kim tuyến màu vàng. Play-Doh kim tuyến màu xanh lá cây. Play-Doh kim tuyến màu tím. Play-Doh kim tuyến màu hồng. Đây là kim tuyến màu nhạt và đây là lấy đồ màu trắng to nhất luôn á. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm đồ ăn nha. Rồi mình sẽ lấy một kim. Giờ mình sẽ lấy một kim làm lá nha. Vậy là mình đã xong trái nho rồi. Rất là đẹp luôn các bạn.
xong rồi. Như vậy mình đã xong. Như vậy mình đã làm xong một bát ngô rồi. Wow, trà cà tím. Đây, uống cà tím của mình đó bạn. Đây là bát ngô. Đây là quả cà tím. Đây là một con cá màu xanh dương. Đây là một con cá màu vàng. Đây là một chùm nho. Đây là một quả ớt chuông. Bây giờ chúng ta sẽ nấu các món này nha. Giờ mình sẽ bỏ cái đầu của con cá nha. Vĩnh biệt. Bay đầu. Bỏ đuôi ra luôn. Bay đuôi. Vài cá này bay luôn. Ok, mình sẽ nấu cái phần này. Để mặt vang nấu cho Mai Hương nha. Bây giờ mình sẽ nấu các cái món ra nha. Giờ đầu tiên mình phải nấu 2 miếng cá trước. Bay đầu. Bay đuôi. Giờ mình sẽ cắt chùm nho. Em sẽ ăn.